để xem bạn nữ của chúng ta ngày hôm nay như thế nào đây. Mời chúng ta hướng về sân khấu để xem. Mời bạn nữ của chúng ta xuất hiện. Chào bạn, mời bạn ngồi. Ừ, chào em tên là gì? Dạ em tên là Thanh ạ. Thanh bao nhiêu dạ. tuổi? Hôm nay em 21 tuổi ạ. Hiện giờ Thanh đang làm gì? Dạ em là sinh viên mới tốt nghiệp của trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 ạ. Để từ từ để mời bạn trai ra để bạn nghe luôn nha. Xin mời bạn trai. Chào bạn. Xin chào chị Cát Tường và xin chào bạn nữ bên đó luôn ạ. Đẹp trai mà đúng tới rồi. Đây tìm người yêu. Tôi thật sự tôi cũng chưa tin lắm, nhưng mà để hỏi cái đã. Bạn dạ. tên gì? Dạ em tên là Lê Vũ Minh Triết. Năm nay em 25 tuổi. Lê Vũ Minh Triết? Dạ. Đang làm nghề gì? Dạ em làm nhân viên thiết kế quảng cáo. Nhân viên thiết kế quảng cáo. Bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Thật ra thì em chỉ có 3 mối tình thôi. Chỉ có 3 mối tình thôi. Nhưng mà hầu như là tình đơn phương không à. Là em đơn phương người khác thôi. À vậy à? Dạ. Bạn có tìm hiểu lý do tại sao ba cái mối tình đã chưa đến với bạn để hai người cùng tìm một tiếng nói chung chưa? Thật ra thì em cũng không tìm hiểu về lý do lắm. Chỉ biết là người ta không có chấp nhận cái lời. Bạn có thổ lộ chưa mà bạn biết là người ta không yêu bạn? Dạ rồi. Rồi dạ, thổ lộ rồi nhưng mà không được. Bạn thổ lộ bằng thư hay là lời nói hay là nhắn tin? Dạ mình bằng lời nói. Nói luôn. Dạ. Nói thẳng luôn. Nói dạ. sao? Anh yêu em. Rồi bạn kia nói sao? Nhưng mà em không có yêu anh. Chưa vậy trơn vô cái đập cái là anh yêu em rồi ai mà phụ nữ người ta phải e thẹn. Đó là nói thẳng có gì đâu, chuyện dạ. bình thường đúng không em? Tình yêu hiện đại yêu rồi nó yêu thôi. À, trước giờ bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Còn nhỏ mà, đúng không? Dạ đúng rồi, em còn nhỏ cho nên là cũng chưa trải qua mối tình nào mà thật sự gọi là tình yêu là sâu sắc hết. Nghĩa là tình sinh viên, tình học trò thôi ha. Dạ đúng rồi đó chị. Những mối tình đó nó kéo dài được bao lâu? Dạ thật ra nó không có bắt đầu nên nó không có kéo dài. À, cái là mình... là em tán tỉnh bạn đó. Dạ. Em tán tỉnh bạn đó. Tán tỉnh sao em? Thì em tiếp cận bạn đó là em xì lốp xe của em cho nó lụng rồi em xin đi xe cùng với bạn đó đó. Em tự xì lốp xe của mình. Hả? Em với bạn Thanh em xì. À. Rồi cái mình làm bộ như xe mình hư vậy đó, cái mình xin quá gian cái người mà mình thích. Dạ, ai à, cái chiêu này tôi phải bắt trước mới được. Cái này ta gọi là gai hàng. Gai hàng, gai hàng. Của em. Dạ. Em có xài kem trộn gì không? Sao da đẹp dữ vậy? Trắng mà mịn không tì vết luôn kìa. Ngưỡng mộ quá à. Trời dạ không chị ơi. Không có đi đâu ra ngoài trơn hả? Ở trong nhà không vậy hả? Dạ đúng rồi. Thường thường thì em giờ hiện tại thì em đang kinh doanh quần áo online tại nhà. Ừ. Nên là em không có đi ra ngoài. Em rất là xinh. À, cái gì cũng em rất là xinh mà tại sao em chưa có bạn trai thì chị cũng hơi ngạc nhiên. Chắc em nghĩ là do em hơi bị mê tín xí. Mê tín là sao? Dạ thì em hay bị thích coi mấy cái như là cung hoàng đạo rồi là tuổi tác năm sinh có hợp nhau không á. Em bị mê tín hóa nặng luôn. Mặc dù em cũng biết mà em không có kìm lại được. Có nghĩa là mình biết mình như vậy là cũng có đúng không đúng lắm mà mình dạ, không kìm lại được. Dạ, cho nên là bây giờ sao em phải lựa chọn cái người đúng tuổi, đúng mạng, đúng rồi thì em mới quen hay sao? Chắc là vậy á. Nhưng rồi mà giờ em thấy là em thích ai á toàn trái tuổi trái cung không à. Nên là thôi em giờ kệ luôn. Thôi thôi vậy để hỏi tuổi trước đi. 25 tuổi con gì? Dạ tuổi con thích. Con gì? Con thích. Con thích hả? Dạ con thích là em của con rắn. Hài hước quá. Con đít bên đây có hợp không? Hãy hỏi trước cái đã rồi. Bên đây em tuổi con gì? Dạ em con gà Quý Dậu. Rồi con gà mình cắn con đít là chết rồi. Đó, bóp. Gì nữa con gà ăn con không, gà mà. Với dạ, dạ, dậu, dậu tỵ rất là hợp nha. Dạ dạ. Hình tỵ ngồi mùi thân dậu tức hệ. Hợp được không? Có bậy nó bạ không à? Hợp chắc không anh? Chắc luôn. Bây giờ anh hỏi em là bạn kia rất tin dì Loan, bạn có tin dì Loan không? Dạ thật ra em không có tin dì Loan. Không có tin dì Loan? Dạ. Nếu mà bạn gái của mình rất tin dì Loan, cái gì cũng đi xem bói hết trơn, bạn nghĩ thế nào? Thật ra thì mỗi người một cái suy nghĩ, nhưng mà em nghĩ là nếu mà quen nhau thì mình có thể mình giúp cho cô đó, cô có thể là từ bỏ những cái thói quen. Nếu cô không từ bỏ luôn sao? Sao từ bỏ được? Cái đó em từ bỏ luôn. Nếu không từ bỏ là mình từ bỏ cô. Dạ. Trời đất, rồi hiểu luôn nha. Căng, hiểu luôn căng, nha căng. Căng. Rồi em hiểu. Hiểu rồi ha. Rồi bây giờ mẫu người lý tưởng của bạn là gì? À, thì em thấy cao hơn em xí khoảng 1m70 trở lên đó chị. À, có nét gì đó bí ẩn lạnh lùng để cho em chinh phục nữa. À, không thích con trai ẻo lả. Bên kia có ẻo lả không anh Linh? Dạ không chị, em men lắm chị ơi. Em không có
ẻ lả đâu nha. Dạ đúng rồi. Nhưng mà chị vẫn còn đang băn khoăn vì cái điều em nói là người ta mê tín mình, người ta không bỏ thì mình bỏ người ta luôn, là cái điều đó chị cảm thấy nó không có ổn chỗ nào. Em nghĩ sao về cái nhận xét của bạn trai bên kia như vậy? Em thấy con trai vậy là không có được. Nó em thấy là ví dụ như yêu nhau thì có gì góp ý sửa sai này nọ, chứ không nên cái tự nhiên cái thấy gì mới cái gì đó là đòi bỏ, vậy là không có được. Đúng rồi, rủi lại mốt mình yêu nhau đắm đuối rồi cái mình làm gì trật ý người ta bỏ mình thì đúng sao? Đúng rồi. Không, mình phụ nữ mình lúc nào cũng thiệt thòi đúng không? Phụ nữ là quá thiệt thòi. Chính vì vậy mình phải bỏ người ta trước. Đúng rồi, đúng rồi. Nghe bây giờ cũng hai bên cũng hiểu nhau ít rồi ha. Dạ. Bây giờ dạ. Sở trường của bạn là gì? Dạ sở trường của em thì em có thể hát. Hát? Dạ có thể nói tiếng phim bộ Hồng Kông. Rồi, thử cái phim bộ Hồng Kông thôi. Dạ. Hay à, tiểu muội à, tại sao để cho Quỳnh chờ đợi lâu như vậy hả? 25 năm rồi mà chưa có gặp tiểu muội đó mà. Hôm nay được gặp tiểu muội thiệt là vui quá đi đó. Vậy còn bạn, bạn có sở thích gì? Bạn có năng khiếu gì không? Em thấy thì em có nhiều năng khiếu lắm. Nhiều lắm hả? Nhưng mà mỗi cái biết ít là thằng nào cũng không có gì gọi là đặc sắc. Đặc sắc à. Em thích hát với lại biết nấu ăn. Em thấy hát một khúc. Em hát bài Chậm Lại Một Phút của Vân Mai Hương. Một khúc thôi ạ. À. Một khúc thôi, ok. Đâu chỉ vì nhớ, đâu chỉ vì quá yêu anh, đâu chỉ vì những môi hôn dành trao, mà em gọi anh trong anh sao. Chậm lại một phút, chậm lại một phút giây thôi, chậm lại để thấy anh sao là em, chậm lại để thấy nơi đây là em. Đặt tay lên tim nhé anh, cho gần nhau thêm. Đáp lại liền, đáp lại ngay luôn. Yêu anh đi em, anh không đòi qua la 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 la. Chia tay anh không đòi lại qua la 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 la. Thôi tôi thích bạn này, tôi thích bạn này. Nói lại câu chị nghe coi, ví dụ em khen chị đẹp đi. Dạ, thiệt là hôm nay chị cách tượng xinh quá nhờ. Ờ hả? Thích quá đi à, thích quá đi à. Được, 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 được. Còn tài gì nữa không em? Dạ, em chỉ có tài hát với lại tài nói vậy thôi. Vậy thôi hả? Dạ. Còn nhiều trước quốc hết hả? Không, tài từ từ em để em thổ lộ cho bạn nó thấy rồi thì. À, dạ. Đứng lên có cao nhiêu? Bên đây người ta đòi cao kìa. Dạ, em cao 1m73. 73, được, dạ. Chuẩn. Có cần xoay vòng rất mua đen, rất chuẩn. Hài hước, vui nhộn. Dạ. Nói chung là tôi thích rồi đó. Tôi thấy được rồi đó. Chị thấy được rồi đó em. Chị thấy được, chắc em cũng thấy được. Nhưng mà còn cái quan điểm hồi nãy là em phải triệt để. Cái vụ mà họ hở mà không được bỏ là em phải triệt để cho chị nha. Bây giờ trước khi qua xem mặt á, thấy em cầm cái album này là gì vậy? Dạ cái này là hình mẫu bạn gái của trong mộng của em. À cái này là cái phương pháp cua gái mới nè. Đưa bạn gái coi cái này là tức hiểu liền ha. Dạ dạ. Để qua anh xem của cái trắng gì tâm. Không, tôi nghe mà tôi chưa có thấy. Đưa đây, anh xem em qua cho em xem. Coi trắng. Đây cái cuốn này đây coi. Đây. Để anh xem nha. Không cần trắng như ngọc trinh. Mày trắng này nha. Mày quá trắng luôn á. Không cần xinh như tôm tích. Cái này xinh này nha. Xinh như tôm tích á không. Chị ấy luôn chung tình. Có chung tình không em? Quá chung tình luôn á. Quá chung tình à, quan tâm và tin tưởng. Tin tưởng không? Quá tin. Nếu như người kia tin thì mình sẽ tin lại. Có quan tâm mọi người không? Cái này tôi thấy sắc vỡ quá à. Em quá quan tâm mọi người luôn. Đôi khi tỏ ra dễ thương này, dễ thương là khỏi cần nói. Cũng làm mình vui lắm đấy, về thấy vui rồi. Biết lao động bằng đôi tay, ủa lao động bằng gì? Dạ em lao động cả tay cả chân luôn. Lắng nghe người lớn dạy, có lắng nghe không? Dạ có chứ ạ. Nếu mà chồng dạy nghe không? Chồng dạy nghe cho đúng thôi, sai phải nói lại chứ. Sai thì dạy lại đúng không? Thì dạy lại. Rồi, đây tặng em đi. Dạ, chút kiểm tra coi được hay không? Nói chung là cuốn sổ của em á là bên dạ. Kia còn hơn cuốn sổ luôn rồi. Hơn luôn hả? Hơn. Thôi bây giờ chúng ta hãy để cho hai bạn trẻ gặp nhau để cảm nhận và để quyết định. Đúng xem rồi. Chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau. Cái mặt lên. 2 phút gặp mặt để hiểu nhau hơn, để quyết định nhấn nút hẹn hò hay là không. Hò hẹn bắt đầu. Cảm ơn. À, nãy giờ ngồi bên kia thì mình có nói cái hình mẫu lý tưởng của mình á, với lại trong cuốn sách đó cũng đi. Thì bạn, mình đã nói rồi những cái hình tượng, hình mẫu của mình rồi. Thì bạn nghĩ mình như thế nào? Có cái gì đó giống như những gì mình tưởng tượng á. Cũng hài hước,
rồi cũng không có bực chuột, nói chung là mình thích. À, mình thích rồi, mình rất là thích. Bạn thấy mình như thế nào, có giống như những gì bạn nghĩ không? À, hơn cả trong cái cuốn sách đó nữa. Dạo này bạn cũng không có chuẩn bị gì quà cho bạn á, chứ mình tặng mình cho bạn được không? À, không sao. Trời ơi, sốc nha, sốc nha. Thật ra thì đến đây rất là vui được gặp bạn. À, vậy thôi bấm nút đi. Trời đất ơi, thôi gì nhanh còn lẹ, thôi được rồi, vậy đi. Tôi đứng hình luôn vậy đó hả? À, đứng hình luôn rồi, mà quay qua đi. Tình yêu này vội vã lắm. Ủa, cái gì chưa vậy? Gì đã tặng mình cho bạn rồi thì cái chuyện bấm nút nó chỉ cũng chỉ là hình thức thôi. Còn bây giờ bấm hay không bấm thì tùy các bạn. Một, hai. Khoan khoan cho em hát một câu anh. Rồi hát đi. Hãy nhân đi, nhân đi, nhân đi, đừng ngại ngùng. Còn hát một câu hả? Thôi đếm đi. Một, hai, ba. Nhìn cái mồi biết bấm rồi. Ví dụ mà hát cái hát là tôi chịu không vậy? À, bên đây kìa, nhấn đi, còn bên đây nó tặng mình cho bạn. Rồi. Hai bạn là không có kiềm chế được cảm xúc. Hai bạn làm quá nhiệm vụ của ông Mai. Nhiệm vụ ông Mai bà mối coi như trớt quất. Giờ đã vậy thôi tới luôn đi. Hai, hai luôn. Người hung nhau cái coi. Đừng có hát nữa, hung đi, hung đi. Hung nhau đi. Hung nhau đi. À, hung nhau đi. Hai, ba. Chưa trúng mà. Chưa trúng. Chưa trúng mà. Hung lại cho nó. Hung là phải trúng. Hung là phải trúng. Hai, ba. Rồi, mời hai bạn nắm tay nhau để cảm giác cái ấm áp của lần đầu tiên gặp mặt. Chúc hai bạn sẽ đi xa hơn nữa. Rất là vui, cảm ơn hai bạn, rất là vui. Và nghĩ rằng là hai bạn sẽ còn tiến xa hơn nữa.